Châm ngôn chương 2. Con ơi, nếu con tiếp nhận lời ta và trân quý các mạng lệnh ta, lắng nghe theo sự khôn ngoan và hướng lòng về sự thông sáng, nếu con cầu xin để có sự hiểu biết và cất tiếng lên kêu sự thông sáng, nếu con tìm nó giống như tìm bạc và tìm kiếm sự hiểu biết như tìm kiếm vật báu được chôn kín, khi ấy con sẽ biết kính sợ Chúa hằng hữu và tìm được tri thức về Thiên Chúa, vì Chúa hằng hữu ban sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành lời khôn ngoan cho người nào đẹp lòng Ngài, là thuẫn che cho người ăn ở chính trực. Ngài gìn giữ đường lối công chính và sẽ bảo toàn đường lối của những người trung tín với Ngài. Khi ấy, con sẽ hiểu biết sự công bình, công chính và công lý cùng mọi lối đi tốt lành. Vì sự khôn ngoan sẽ ngự vào lòng con, và tri thức sẽ khiến linh hồn con thỏa nguyện. Sự thận trọng sẽ canh chừng con, sự hiểu biết sẽ gìn giữ con. Chúng sẽ cứu con khỏi đường lối của kẻ xấu xa, khỏi những kẻ nói lời gian dối, là những kẻ từ bỏ đường ngay thẳng mà đi theo các lối tối tăm. Chúng vui mừng trong việc xấu mình làm và ưa thích sự ngoan cố của kẻ ác. Chúng nó lươn lẹo trong đường lối mình và dùng sự lừa đảo che giấu mưu mẹo của mình. Sự khôn ngoan và thận trọng sẽ cứu con khỏi người đàn bà ngoại tình, khỏi người đàn bà vô đạo đức cùng những lời êm tai của ả. À, lìa bỏ bạn đời thuở thanh xuân và quên giao ước với Thiên Chúa mình. Vì nhà ả chìm trong sự chết và các lối ả dẫn con đến với những kẻ ở trong mồ mả. Tất cả những ai vào nhà ả đều chẳng trở về và sẽ không tìm được con đường sống. Vậy con hãy bước đi trên đường của người ngay lành và lần theo các lối của người công chính. Vì người nào làm điều ngay thẳng sẽ an cư trong xứ, và người ăn ở chính trực sẽ được ở đó luôn. Còn kẻ gian ác sẽ bị trục xuất khỏi xứ, và kẻ bất trung sẽ bị đuổi ra khỏi đó.